Gần tới lễ 2 tháng 9 nha mọi người, đây là một cái thời điểm mà mọi người là tổ chức đám tiệc có nè, lại nhà người yêu chơi có nè ha, và đây là một cái món mà không thể nào thiếu ha. Hai vì chúng ta có những ý kiến á, đây là mẫu giỏ mới về và mẫu mới nhất của năm nay, cái gì mà mới em khoái lắm. Chẳng qua là nhiều lúc công việc em lu bu em úp không kịp nha mọi người, nó có cái nắp đậy luôn nha mọi người, mà cái này ở ngoài nó rất là bự, mọi người có thể tưởng tượng được có bự như thế này. Đây ha mọi người có thể bỏ này đủ thứ xà bần vô đây được thì nha, có lụ có nè, để biết bao giờ nó mới đầy cái hộp này. Nhưng mà theo em á thì mọi người á nên mua cỡ tầm khoảng 7 kg nho mẫu đơn này nè, để vô đây đi, có đầu mình đậy rồi. Không, cái này nó tầm khoảng 5 kg thôi, bắt đầu mọi người đậy lại ha. Bắt đầu em tắt thêm một cái nơi vô đây và mọi người xách đi ha, đây cực kỳ sang luôn mọi người. Chứ phần bây giờ gần tới mà trung thu nữa đấy, đây là cái mẫu mới này rất là đẹp luôn mà sang nữa, cái này là còn sang hơn mọi người mà cắm hoặc là mọi người mà để mấy cái loại mà co hết bây giờ. Đây nha, đây là mẫu mới nha, rất là sắc sảo luôn nha, vợ rất là sắc sảo Ngang như nha, nữ. bảo đảm đi lợi nhà người yêu chơi nha, bảo đảm phụ huynh rất là yêu mến, tại vì mình rất là có ý đó. Có nghĩa là mình đã có chăm chút cho một cái món quà mà lợi nhà mình chơi đấy.